Ủa chị ở Vũng Tàu, em ở Sài Gòn, sao chị đem ra được? Em đang ở Vũng Tàu nè, nhưng mà trớ trêu thay là đợi tới lúc mà bà nhắn lại là hai đứa cách xa nhau tiếp rồi, mình về tới Sài Gòn. Cách xa nhau tiếp rồi, mình về tới Sài Gòn. Bạn và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Yến Nhi TV. Và hôm nay như lời đã hứa ở video trước là mình sẽ có một cái video unbox về quà sinh nhật của mình. Không để các bạn chờ lâu, hãy cùng theo chân mình xem đến hết video để xem là sinh nhật lần này mình được tặng những gì nha. Nói chung là so với năm ngoái thì mình không có được quá nhiều, chắc tại vì năm nay một phần vì dịch, nhưng mà thôi có là vui rồi. Tính theo thứ tự thì mình được tặng cái món quà này đầu tiên, đây là từ chị editor của mình, một cái hộp màu xanh đúng màu tôi thích luôn á, đúng hai cái màu tôi thích luôn. Ui, một chiếc son mọi người. Tôi mở ra mà trúng cái màu mà tôi mua là tôi cắn lưỡi tôi chết liền á. Yeah, nắp khác là màu khác, ok. Cảm ơn chị. Rồi tiếp theo là mình được tặng một món quà từ một bé fan của mình. Bạn này là Nguyễn Quang Trọng, bạn này chuyên gia hay kiểu edit video của mình ở trên TikTok với là trên Instagram mọi người. Ở trong đây chúng ta có cái vòng tay, really, sticker đồ, một cái đồng hồ, nó ghi tên tôi trong đây nữa nè, Yến Nhi 1905 nè. Ôi, có cần kỹ vậy không vậy? Cười lên chụp cho tấm hình nè. Trời, mua đúng mà tôi thích đồ. Ghê chưa? Đồng hồ nữa nè, đồng hồ này in hình mình. Trời, dễ thương vậy. Trời, đúng tấm hình tôi thích luôn. Ú la la, dễ thương xỉu. Cảm ơn bạn nhiều nha. Đây có thư nè. Xin chào chị Nhi, chúc chị sinh nhật thật vui vẻ. Em mong món quà này sẽ đến đúng sinh nhật chị. Chúc chị ngày càng xinh đẹp và ngày càng thành công trong cuộc sống. I love you. Dạ, yeah, I love you too. Đây cũng là một món quà nữa từ một chị fan ở Vũng Tàu của mình, chị Cang á mọi người. Nếu mà bạn nào ở trong cái biệt đội, cái nhà phim của mình á, trong nhóm chat, với lại nói chung là bạn nào là fan thì chắc chắn là cũng biết sơ sơ qua chị này rồi. Mình có một cái group Facebook với cả một cái group chat á, mọi người có thể vào cái mô tả của mình để tham gia cái group fan của mình cho vui nha. Một cái son, bà tặng mình một cái son, bà viết cho mình một lá thư, nói chung là cũng kiểu chúc mình sinh nhật mình rồi chúc tuổi mới sẽ thành công này cái kia nọ. Bà viết tay cho đã, sau đó quên bỏ vô hộp quà. Cái hôm đó mình đi ăn sinh nhật ở Vũng Tàu, cái mình mới kêu là chị ơi, chị rảnh không đem cái lá thư đó ra cho em đi. Cái bà mới bất ngờ, bà kiểu ủa chị ở Vũng Tàu, em ở Sài Gòn, sao chị đem ra được? Em đang ở Vũng Tàu nè, nhưng mà trớ trêu thay là đợi tới lúc mà bà nhắn lại là hai đứa cách xa nhau tiếp rồi, mình về tới Sài Gòn. Cách xa nhau tiếp rồi, mình về tới Sài Gòn. Nhắn gửi này kia cho mình. Đây là một cái son màu xanh nha mọi người. Ok, cảm ơn chị. Tiếp theo, đây là quà của Mao Đại Nhân và Dương Vũ. Năm ngoái, gia đình bên nhà Mao, Dương, Thanh là một trong những gia đình đầu tiên tổ chức sinh nhật cho Nhi. Nhưng mà vì năm nay dịch bệnh quá, với cả là tụi mình cũng bận ấy, nên là không có qua nhà được. Nhận được quà rất là bất ngờ nha mọi người. Đúng là bạn thân của ta. Đúng là con trai của ta. Mình định mua cái này luôn á. Đây là một cái áo khoác của Digicon. Ui, mình cảm thấy là cái này nó vừa size mình luôn ấy. Được vậy em ơi. Cái này size L, lúc đầu mình tưởng size L sẽ to lắm. Mình cảm thấy cái này vừa nha. Nó cũng tương tự như cái sweater mình đang mặc vậy. Cảm ơn bạn tôi nhiều. Ok, the next is tượng bé đang nằm đây. Từ bạn Duyên Sim nha mọi người. Yến Nhi TV. Đấy, con bé tặng mình cái gì? Wow, yeah, không ngoài dự đoán nó tặng mình một cái quần để mình đội mọi người á. Một cái quần á, cưng á, quần dịch. Quần dịch, ủa dễ thương quá à. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn mình. Nãy giờ là khui quà rồi, bây giờ sẽ tới cái đoạn mình được tổ chức nha mọi người. Cái bữa đầu tiên mình được tổ chức là công ty tổ chức cho mình. Hôm đó cũng lên plan đồ này kia rồi lừa gạt tôi, bảo là đi họp đi, nhưng mà thật sự là kêu tôi lên chở này tổ chức sinh nhật cho. Cái quay qua quay lại, really, cái bị bể plan, cái sau đó tổ chức sinh nhật luôn, chứ không có tính theo plan, không có bất ngờ luôn. Đây bây giờ mình sẽ cho các bạn coi nha. Mà thôi cũng cảm ơn các anh các chị trong team mài óc ra để suy nghĩ một cái plan. Em cảm ơn tất cả mọi người đã tổ chức sinh nhật cho em. Ok, về tổ chức nữa thì còn có đồng bọn của mình. Nếu mà bạn nào xem cái video ăn sinh nhật ở Vũng Tàu của mình rồi thì chắc cũng biết cái đoạn này rồi. Đồng bọn của mình cho mình một cái bất ngờ, mình bị đúng bất ngờ luôn á. Mình nghĩ là đã xuống tới đây ăn sinh nhật tôi rồi, là coi như tổ chức sinh nhật cho tôi rồi mà còn ngựa. Cái lúc mà mấy bạn thấy mình đang nằm bấm điện thoại, lúc đó mình đang kéo cái tấm hình ra, mình định up story hình sim mặc áo xanh đó mọi người. Lật đầu mấy bạn cầm bánh kem đi lên. Dạ. Yeah.
Và đây là một cái final á mọi người. Đây là một món quà đến từ người chị Di Dĩ Dì Di tặng cho mình cái hộp màu hồng. Hôm đó thì chị Di nhờ anh quản lý của mình hẹn mình ra đi ăn. Thì ngày hôm trước anh quản lý mới bảo mình là Nhi, mai 7 giờ có hẹn cái mình kiểu What the fuck was that? Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đi nhá. Nhưng mà với cái nết của anh quản lý của mình thì mình bị quá quen rồi. Lúc nào cũng vậy, Nhi đi ăn nha là nửa tiếng sau có mặt kiểu vậy. Chứ không bao giờ hẹn trước mình. Hôm đó mình mặc bộ đồ đúng bần luôn mọi người. Đi tới đó cái là một cái nhà hàng á mọi người. Ủa trời má, bữa nay đi ăn sang thì chắc là tặng quà sinh nhật mình rồi. Ra tới đó mình gặp bà Di với ông Khải đang ngồi chờ sẵn ở đó rồi. Bữa đó mình bị hú hồn quá, kiểu đúng không ngờ luôn á. Nhưng mà quà bên trong rất là đẹp nha mọi người. Đây quà của chị Di là một cái áo, một cái sweater. Cái màu rất là đẹp. Cảm ơn bạn em bé của mình đã dày công dày sức để mà suy nghĩ rồi tổ chức, rồi cũng thông đồng với quản lý mình này kia để lừa gạt mình ra đó. Cảm ơn chị rất là nhiều. À, cảm ơn anh Khải nữa. Cảm ơn anh Khải nữa, để ông đang ngồi. Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua đã gửi cho mình những lời chúc và những món quà tới cho mình nhiều nha. Bạn nào không tặng quà nhiều thì cũng không sao hết. Đối với mình thì mấy bạn còn quan tâm tới mình và ủng hộ mình và nhớ tới ngày sinh nhật của mình, vậy là mình kiểu cảm ơn lắm rồi. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video này. Và nếu các bạn thích video này thì đừng quên like, share và subscribe để Yến Nhi TV sẽ có nhiều video mới. Bye bye mọi người.